dàng xem phim 7.1 CMA TV 18, sống động với âm thanh phòm đỉnh cao, phù hợp cho không gian 20-30m². Bộ dàng xem phim 7.1 là sự kết hợp giữa hai thương hiệu Zamo đình đám đến từ Mỹ và Đàn ông từ Nhật Bản. Bộ dàn xem phim CMA TV 18 mang đến không gian giải trí hiện đại, nâng cấp âm thanh xem phim lên tầm cao mới. Nào, chúng ta hãy cùng khám phá chi tiết cấu hình dàn xem phim đẳng cấp này nha. Đầu tiên là tên loa from Zamo C972. Với thiết kế đường cong mềm mại cùng các phần sang trọng cung cấp âm thanh đầy sống động và mạnh mẽ đến người nghe. Zamo mang lại nhiều sự lựa chọn về màu sắc như sáng khói, trắng gỗ xoay, nâu vân gọn cho dòng loa này. Sử dụng công nghệ Hybrid Composition Conicocon, loa Zamo C972 có thiết kế phản xạ âm trầm 3 điều tiếng, hỗ trợ tái tạo chi tiết và tự nhiên các dải âm tần thấp. Cùng sự kết hợp giữa vòm đùa tơ và ống dẫn chống nhiễu xạ hoạt động trong dải tần từ 32Hz cho đến 24kHz. Độ nhạy 89dB giúp Zamo thể hiện được nhiều loại âm thanh ở mức vượt trội, thậm chí cả khi bạn thay đổi vị trí nghe tạo nên sự linh hoạt cho dàn nhạc. Khác với dàn âm thanh 5.1, dàn âm thanh 7.1 có đến 2 cặp loa surround. Trong bộ dàn này, Thiên Vũ phối ghép 2 cặp loa surround Zamo C9C2. Đây là sự kết hợp tuyệt vời giữa công nghệ Unsteady Direction Waveguide và Hybrid Composition Conicocon, tái tạo âm thanh vòm 360 tạo nên độ sống động khi nghe nhạc xem phim. Thiết kế độc đáo, bắt mắt, 4 bộ loa surround dễ dàng bài trí, tăng thêm phần thẩm mỹ cho gian phòng nhà bạn. Ngoài ra thì loa còn được trang bị thêm các công nghệ decoupling, tweeter stationary và tweeter distortion reduction để giảm thiểu rung trấn gây ảnh hưởng đến việc tái tạo âm thanh cũng như giảm thiểu sự méo tiếng khi hoạt động ở dải trung và cao tầng. Tiếp theo là loa Shanter Zamo C9C2. Đó là sự kết hợp hài hòa giữa hai loa mix bass công nghệ Hybrid Composition Conicocon, làm từ chất nhôm, titan, sợi gỗ và một loa treble phồng lụa với kết cấu adequate hướng âm rất rộng. Cũng giống như ngày anh em surround Zamo C9C2, loa Shanter Zamo được trang bị công nghệ decoupling tweeter stationary và tweeter distortion reduction, giúp loa tản nhiệt tốt hơn khi sử dụng trong thời gian dài cũng như triệt tiêu dư chấn tốt hơn, không gây méo tiếng khi hoạt động ở những dải tần cao, thể hiện âm thanh giọng nói nhân vật chi tiết và sáng rõ nhất. Cuối cùng là chiếc loa sub Zamo S810 bổ trợ âm trầm mạnh mẽ uy lực cho các bộ phim thêm chân thật. Loa sub Zamo được thiết kế hướng đến sự tối giản nhưng không kém phần tinh tế với thùng loa siêu mỏng, giúp bạn có nhiều sự lựa chọn trong cách bài trí. Được trang bị loa bass 250mm cùng với bộ phích đại chuẩn LED đi và công suất cực đại lên đến 150W. Dòng loa này cung cấp âm trầm mạnh mẽ, thu hút với mọi môi trường nghe. Một bộ dàn phối ghép hoàn chỉnh với âm ly Denon AVRX2600H, mẫu âm ly được ưu chuộng nhất hiện nay dành cho hệ thống chiếu phim gia đình, cung cấp đầy đủ các tác vụ xem phim, nghe nhạc với chất lượng vượt trội. Với hệ thống 7.2 kênh, chiếc âm ly này phù hợp với hầu hết các không gian phòng cũng như các thiết bị hệ thống khác. Khả năng giải mã những định dạng âm thanh mới nhất Dolby True HD, Dolby Atmos, DTS:X cho phép hỗ trợ âm thanh cho từng đối tượng. Bên cạnh đó, Denon AVRX2600H tương thích với tất cả các nội dung 4K HDR, HLG, Dolby Vision, thậm chí là không gian màu BTS 2020. Cùng với công nghệ Bluetooth, Wi-Fi, DLNA và Apple 2, việc quản lý âm thanh không dây không còn là vấn đề. Để tối ưu trải nghiệm của bạn, Denon còn trang bị thêm các hệ thống điều khiển bằng giọng nói tương thích với Siri, Google và Alexa. Dàn xem phim 7.1 CMI TV 18 mang đến cho bạn không gian giải trí đầy đủ tiện ích, thỏa mãn thư giãn cùng gia đình sau những giờ làm việc căng thẳng. Với hiệu ứng âm thanh Dolby Atmos sẽ giúp bạn có những trải nghiệm xem phim hoàn hảo, không cần phải ra rạp chiếu phim, sở hữu ngay dàn xem phim CMI TV 18 đẳng cấp giải trí hiện đại tại nhà chưa bao giờ đơn giản đến thế.